Xin chào quý bác sĩ, đây là video hướng dẫn làm thế nào để gửi đơn thuốc hoặc tài liệu cho bệnh nhân. Đầu tiên, đăng nhập vào Docosan Pro. Trên thanh menu bên trái, chọn bệnh nhân. Chọn gửi đơn thuốc hoặc tài liệu. Chọn tải lên. Chọn tài liệu để tải lên. Thêm tên tài liệu và bấm cập nhật. Hệ thống ghi nhận thành công, bệnh nhân sẽ nhận được tin nhắn về đơn thuốc hoặc tài liệu mà bác sĩ đã gửi. Cảm ơn quý bác sĩ đã theo dõi.